Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bequin Thành. Các bạn thấy mồm hôm nay của anh bị sưng không? Hôm qua anh vừa nhổ răng đấy các bạn ạ. Quá là đau luôn, nhưng mà hôm nay vẫn cố gắng làm video các bạn xem. Nên các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nha. Các bạn ơi, Bequin Thành không ăn được gì đâu. Trân châu ngon lắm. Cày thế à các bạn. Thôi tập trung vào video ngày hôm nay đi. Hôm nay sẽ quyết định đó là hack the game Garten of Ban 6 để khám phá những bí mật chưa bao giờ được hé lộ, chỉ có trên kênh của anh Bê Quy Thành. Được của nó đấy. Ôi, tưởng là ngáo ngơ, hóa ra là hacker, không tin được. Quá là hacker luôn. Bây giờ vào game các bạn sẽ thấy trình độ của anh Bê Quy Thành hack cả game luôn. Đấy, tìm ra những bí ẩn. Rồi, đừng nói theo nhiều chân anh. Mồm mình sưng cứ nói nhiều. Kệ anh, phải nói các bạn nghe chứ, bây giờ làm video không nói ai xem. Tên tét tên, và đây là ai hả ốc? Đây là Toaster hết hồn. Cái con này là vào đầu game chúng ta sẽ gặp nó và nói chuyện với nó. Đúng nhưng rồi. Mà bây giờ là anh tò mò, đầu tiên là cánh cửa này chúng ta không mở được này. Cánh cửa này là nơi mà chúng ta đi vào. Và bên này cũng có một cái cánh cửa rất là bí ẩn. Bây giờ anh sẽ xóa đi ra tìm sau cánh cửa xem có cái gì. Xóa cánh cửa luôn. Hiện tại đang tối này đúng không? Bây giờ anh sẽ biến cho trời sáng này. Sáng luôn, hiểu không? Gì? Đây là bầu trời luôn mà. Nhìn nuôi nó không? Ai biết. Ôi. Đây này, đây là toàn bộ cái map của Garten of Ban 6 nha các bạn. Đấy, anh Bí Thành bây giờ hack ở bay ra ngoài map luôn, nhìn. Và sau khi xóa cánh cửa này, không thấy gì ở gần cánh cửa mà thấy ba cái con này bay lơ lửng giữa bầu trời không ạ? Bốn đầu ba luôn. Đây là con Nap. Đây là Ban. Đây là Nap ngồi. Còn đây là Nap biến thành quái vật ở lúc cuối game này ông này. Ôi, nhìn nó kinh quá. Nhìn răng nó kìa. Đây là anh đang cố xuống dưới để nhìn. Ôi, kinh quá các bạn ơi. Đây là cái mũi tiêm mà con Ban chích vào người con Nap làm nó biến thành quái vật đấy. Đúng rồi. Ủa, cái răng nó bị xanh xanh mọc rêu luôn các bạn ạ. Nhổ răng đi Nap ơi, giống Bê Quy Thành nó sưng hết mồm lên. Cay thật đấy, ông cứ trêu. Bây giờ thử bật đèn lên xem được nha các bạn. Ôi trời ơi, kinh quá. Trông kinh quá các bạn ơi. Đây là ba cái mắt của nó này. Chân của nó vẫn còn bốn chiếc nhưng mà bây giờ trông nó như con nhện ấy nhỉ. Cái mũi tiêm này mà chích vào người ốc, không biết ốc sẽ biến thành con gì các bạn. Điên này. Drone, anh gọi Drone à? Không, đây là chỗ mình vừa mới vào đúng không? Ừ đúng rồi. Đây, anh xóa hết tường các bạn xem. À đúng rồi. Chỗ này có con sứa. Ừ, sứa ngất xỉu rồi. Đằng sau bức tường này nó ghi chữ gì đây? You flying skill are impressive. À do các bạn ạ, cái kỹ năng bay của chúng ta thì rất là ấn tượng. Ôi xa, bay cả nó ngoài bầu trời. Gì đây? Con ốc sên, cái con mà nó là cái con nhí nhí mà nó cứ thò lò cái đoạn mà tắt đèn mới mở đèn đấy. Đúng rồi, anh nghĩ con này chắc là nó sẽ tấn công mình đúng không? Ôi Bê Quy Thành ơi, anh xóa hết cả map này à? Không sao, mình là người trình độ cao mà. Đấy, nó nấp ở sau cái tường này các bạn ạ. Nhưng anh không nhầm thì con này là cái con tha, cái con Ban Balena, cô giáo Miss Lison à? Cô Mason. Mason đấy, nó nhảy ra nó cắn. Còn ở trong khu vực này là khu vực mà chúng ta đi lúc mà trời tối ấy. Nhưng bây giờ anh Quy Thành đã chuyển thành hết thành buổi sáng và ban ngày có điện. Có ánh nắng chiếu vào luôn rồi. Đỉnh quá, thế này thì không có sợ bóng tối đâu. Con méng này. Đúng rồi. Con này nó lúc nào cũng rình mình đi vào bóng tối nó đợp luôn. Đúng rồi. Khi mà chơi game chúng ta đi tối ở dưới cái hàng cây này chính là con này, nếu mà mình không đi nhanh vào ánh sáng là con này nó sẽ ăn thịt mình các bạn ạ. Đấy, ngó bên trong nó xem có gì không. Gì đấy? Lưng của nó cũng bị những vết rạch giống như cái con con quái vật khác. Răng nó này các bạn này, 1 2 3 4 chiếc nha. Ghê chưa? Đi nhổ răng không? Bê Quy Thành dẫn đi. Cày đây à. Thôi đừng trêu anh nữa mà. À, ở giữa này nó có một cái phòng trống. Hôm trước là do trời tối quá mình cứ đâm vào rìa phòng này nên là mình không thể đi thẳng qua bên này được mà phải đi vòng vòng qua cái phòng trống xanh này các bạn ạ. Mà bọn mình cứ tưởng nhầm nó là tường ấy các bạn. Đúng rồi. Từ bây giờ mình sẽ bay sang cái phòng đầu tiên bên này. À, trông như con sứa nhỉ. Đúng. Con sứa với cái lồng. Từ. Đây cũng có cái gì lơ lửng này. Thôi đi ra khám phá bên này trước các bạn ạ. Mà ngoài map nha, nó không ở trong map các bạn ạ. Ở cách rất xa cái map khu mình chơi luôn. Ở đây là cái lồng nhốt Nap. Con này con gì? Con này con gì đây? Con này như đang chuyển động sao? Con sứa và cái lồng nhốt Nap. Nhưng mà không có Nap ở trong này.
cái con năm láp chính là chỗ ở lúc ấy, chỗ bốn cái con đứng đấy, cái con ngồi chính là con nhốt. Ui, trong lồng. Cái gì đấy, cái gì đấy, có một con đi lơ lửng ngoài bầu trời. Ai ôi, mồm đau vẫn phải hết các bạn ạ. Con này chính là cái con nó bắt mình ở trên cái phòng lơ lửng, ở trên cái phòng điều khiển, phòng nhìn xuống đó các bạn. À, nó là con bò à? Anh cũng không bò biết đâu. Váy à? Bò mặc váy là sao? Trông nó kinh lắm ạ. Nó trông nó như đất nặn á. Mắt nó trắng trắng này. Trông toàn vô hồn. Trông không còn tí hồn nào. Đây có một căn phòng anh cũng tò mò, không biết nó có cái gì. Bây giờ anh sẽ chui vào đấy xem như nào. Nó cách ở rất xa cái map này luôn, mà cái con kia nó đang đi lơ lửng trên bầu trời. Ủa ôi, gần đến gần rồi các bạn ạ. À, không biết nhà làm game cho cái này vào đây để làm gì mà lơ lửng giữa bầu trời. Anh nhìn đây thì cái vành này dần nó sáng lên nhá. Giờ chui vào trong nào. Tối đấy. Ồ, vào trong lại không thấy gì. Cái gì ấy? Thấy cái trứng. Kia là cái gì ta? Thấy quả trứng các bạn ạ. Ủa đấy, nhiều quả trứng luôn. Không phải trứng đâu, đây là con mắt. Mắt? Ui, sao lại có con mắt ở đây này? Ôi, con mắt đây phải của con quái vật gì rất là to các bạn ạ. Nhìn như hạt trân châu á. Bị đen à? Nhìn như hạt trân châu cũng giật xương luôn, chịu ơn các bạn ạ. Đây này, kinh quá, mắt con gì đấy? Dưới này có con gì đấy? Con sên. Kia là con sên rồi kìa. Đây là cái gì? Nhảy xuống nè. Tòm. Ui dồi ôi, cái gì đây? Đố biết được cái gì, anh biết thừa được cái gì. Cái lưỡi. Đúng rồi, cái lưỡi của con ban ban hay là cái lưỡi của con nam nam nhỉ? Ui dồi ôi, con ban ban. Bên này là con sên này các bạn này. Ủa sao chúng nó lại đứng ở đây nhỉ? Hay đây là một cái bản đồ mới mà nhà làm game đang làm nhưng mà chưa hoàn thành nhỉ? Ui dồi ôi, thêm lạ thế. Người không thấy, thấy mỗi lưỡi. Kinh quá, mới thấy cả mỗi mắt thế này. Hai cái mắt rất to luôn. Con quái vật nào mà có cái mắt này thì gọi là siêu to khổng lồ luôn ấy. Nhìn không? Hay mắt của nữ hoàng. Hay nữ hoàng chết đấy rơi lòi mắt à? Kia là cái map khu mình chơi nha các bạn. Cách rất là xa luôn. Ở bên này anh cũng thấy có một bức tường. Và xa xa anh cũng thấy cái gì nhỏ. Bây giờ anh sẽ bay đi đấy cho các bạn xem nhá. Okay. Dần dần nó đang hiện ra đây này. Ông này thấy không? Cái gì nhỉ? Pháo. Pháo. Ủa, pháo lại còn có cả cái tên lửa. Ở đây pháo hoa. Có cả nút. Có một cái nút ở đây. Không phải cái nút mà cái loa. Úi dồi, cái loa. Ủa, sao khu này như kiểu nhà phát triển game đang làm thì bỏ. Cái cánh cửa này. Được quẹt đâu. Quẹt cái gì có thẻ đâu mà quẹt. Không có thẻ quẹt. Hai cái này có hai em gái nào đang đứng bên kia. Đâu, em gái nào? Đấy. Ban Ban và Ban Ban Lena đang ngắm bình minh. Ôi, trông kinh quá các bạn ạ, nó đang nhìn mình à? Không phải đâu, nó nhìn nhìn về phía sau chỗ này. Có một cầu đi lên. Ủa? Nấc thang lên thiên đường. Ủa? Đi đâu ấy? Anh vừa chạm vào nó di chuyển các bạn ạ. Ủa? Di chuyển như mày. Nó vừa di chuyển đúng không? Đúng. Ghê vậy. Nhìn hai con mắt kìa, kinh quá. Đây là phiên bản Balena quái vật mà, đúng không? Cái mắt nó đây là bị nhuốm màu hồng luôn đấy. Đấy là quầng thâm mắt do thức khuya dạy những đứa học sinh mất dạy như Bê Quý Thành. Rất là xịn các bạn. Hóa ra là đằng xa xa này thì có Ban Ba và Ban Ban Lena. Bây giờ mình sẽ quay trở lại map nha các bạn. Rồi, này nha, đây là cái căn phòng mà cái con lúc nãy trông như kiểu mặt bò ấy. Nó tấn công mình à, đúng không ốc? Đúng. Bây giờ anh thử thắp đèn sáng này nè. Sáng trưng như ban ngày chưa? Sáng rồi. Này nha, mình sẽ không lấy được cái này ban đầu. À đâu, mình sẽ lấy được cái này và khi đấy con đấy nó sẽ tấn công mình. Đúng rồi. Đấy, rất ảo luôn, nhưng bây giờ mình không lấy được vì mình đang hack game mà. Hack game thì anh có thể xóa được cánh cửa này luôn. Để xem sau cánh cửa là gì. Chính là chiếc thẻ. Ok. Bây giờ mình thử xóa cánh cửa này thì mình sẽ lấy được cái đèn gốc này để lắp vào con drone đó các bạn. Rồi. Đấy, sau đấy. Ôi dồi ôi. Thấy không? Mẹ hết hồn luôn ạ, à. Gặp lần thứ hai vẫn hết hồn. Đấy các bạn thấy không? Chính là con này nó tấn công mình này. Đấy, sau đó nó lao đến đây, mình đang nhặt cái này này. Và mình hy sinh luôn, hiểu không? Chết nhăn răng luôn. Mà cái nhà phát hành game nó họ cho mình chết luôn. Đúng rồi. Chứ cũng không có cho mình bỏ chạy, không chạy được. Đúng rồi. Nghĩa là đứng đấy để nhìn nó ăn thịt mình, hiểu không các bạn? Đây là chỗ nhìn thấy mấy cái con quái vật và đây là đường đi thẳng đến chỗ kia. Con quái vật lơ lửng ở đây. Mình sẽ vào cái phòng này đầu tiên. Đây, hai con này đang lúc đấy nó đang cãi nhau là có một đứa thì muốn nhập làm một đứa thì không đấy. Ui ôi, nó bị cắt đôi ở trong kinh nhỉ ông ơi. Bị cắt đôi luôn trong kinh nhỉ. Hai con này
nó xong rồi nó cùng nhau đẩy nhau xuống chết toi luôn ấy. Đúng rồi, con này thì cười còn con này thì mếu các bạn ạ, như kiểu là hai tính cách. Đây bây giờ mình sẽ đứng đây xem như nào nhá. Nó sẽ cãi nhau này. Đấy, đấy nó bắt đầu bảo là mình phải quay trở lại với nhau ấy, nhưng mà không có cơ hội nào đâu. Trò cười của mày là đồ rác rưởi. Vẫn đang cãi nhau đấy, sau đó thì nó đạp nhau bay xuống thế này. Mày sẽ chỉ có một chân, mọi người đều nghĩ là mày đùa. Khi nói chung là nói là nó tóm lại là hai đứa này bất đồng quan điểm. Đấy, chuẩn bị là đạp nhau rơi xuống. Bây giờ mình sẽ xem nó cận cảnh này các bạn này. Xong xem nó rơi xuống đâu à? Đúng rồi. Ui giời, ui, rơi tòm xuống dưới kia rồi các bạn ơi. Bây giờ xuống đi tìm hai đứa nó thôi. Tối thế. Các bạn ơi, nghĩ lại đi. Đâu nhỉ, sao tối này? Ơ, không thấy gì à? Anh nghĩ chưa biến mất đâu, nó quanh đây. Đây, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, tìm. Ôi à. Bạn ơi. Đây rồi, mình đã tìm thấy hai đứa nó các bạn ơi. Đây, chúng nó rơi từ cái cầu rơi xuống một đoạn này dừng lại. Đấy. Các bạn ơi, mình vẫn còn cơ hội mà. Đây, tay rồi. Mấy ngón, 1, 2, 3, 4, 5 ngón. Ừ, con này rơi sấp mặt luôn. Anh tưởng nó phải rơi ra ngoài map, nhưng không, các bạn, nó rơi đến đây nó dừng lại. Ừ. Ngay dưới cái cầu thôi. Chỗ này là chỗ có cánh cửa này, mình sẽ chui vào đây xem. Ừ. Trong này cũng có một con các bạn ạ. Đang suy sụp. Đang suy sụp và con này hình như nó bảo nó mất chân đúng không? Ừ. Mất một chân đây này. Đúng rồi. Từ từ bây giờ mình xóa bức tường. Ui dồi, nhìn buồn. Nhìn buồn lắm. Ui, kinh thế này mà buồn không? Thấy không? Nó bị mất mắt rồi. Ôi dồi ôi. Hai cái mắt bị mất tiêu luôn. Thế được. Chính là hai cái mắt ở ngoài vũ trụ lúc nãy. Đúng rồi các bạn, anh nghĩ thế đấy. Mắt của con này đấy. Xem nhưng nó mà... nói cái gì? Nó nói cái gì đâu, nó bảo là nó cụt mất chân đây này. Cụt đấy. Chân và không có mắt nữa. Trời đất ơi. Kinh quá luôn đấy. Một tay thì có 5 ngón, còn một tay thì không có gì các bạn. Nó luôn hay làm đầu con rắn để trêu mình ở trong phần chơi trước ấy. Kinh thật sự luôn các bạn. Ở dưới là gì? À, ở dưới là cầu thang. Dưới là bạn cầu thang thôi. Nhiều từng tầng mình đi lên đó. Tầng trên này hết rồi, bây giờ mình sẽ di chuyển sang khu khác. Bên này là cái chỗ nào nhỉ? Nên thấy một cái căn phòng mình sẽ bay qua đấy luôn. À, khu này là cái khu nhảy nhảy này. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta sẽ chơi nhảy nhảy, nhảy ở đây. Gạt gạt. Đấy, bây giờ mình sẽ xóa bức tường này xem khu này khu nào. À, khu mình chơi nhảy nhảy. Còn cái kia nó tụt xuống dưới tận dưới kia luôn. Mấy cái dự phòng. À, mình chỉ cần đứng đây cái chỗ này nó sẽ phát sáng các bạn ạ. Đấy, và chúng ta sẽ chơi ở đây. Đấy, mình sẽ xóa được hết luôn. Úi dồi ôi. Bên của Thành thần thánh xóa game như thật luôn. Đây phòng nào? Ui, con chim. Chim Opila. Nói to quá đau răng. Này, con chim Opila nó tấn công mình ở khu này. Và mình phải làm nhiệm vụ thu hút nó và cuối cùng tiêu diệt nó thì nó trở lại con chim bình thường. Đây chỉ là xa xa có mấy cái cây. Ôi kinh cua các bạn ơi, ôi rồi ôi, mắt trắng xóa luôn. Nó bị rơi vào cái hóa chất ở phần trước đấy. Nhìn này, bãi nó đậu trên cành cây. Bên này có một bãi cỏ lơ lửng bầu trời. Sao lại trồng cỏ trên bầu trời này? Có cả đá nữa. Đây là trang lỗi game các bạn. Đó. Đấy. Mình hack game nên các bạn sẽ thấy được cái này nha. Chứ bình thường các bạn sẽ không bao giờ được nhìn những cái cảnh như này đâu. Đấy, bình thường nó tối om này chúng ta sẽ không thấy được gì. Nhưng mà Quy Hành bật một phát là sáng lư ban ngày luôn, hiểu không? Cái chưa. Và ban ban chưa thấy đâu, bây giờ mình chỉ đứng đây nè. Đứng đây xem là có ban ban chưa. Không có gì hết. Chim không bắt à? Chim không bắt à? Chim không bắt, chim ngão. Bây giờ mình đã thử ra đẩy cái bình kia. Có vẻ như là chúng ta phải chơi thì chúng ta mới có thể mở được con ban ban. Nó xuất hiện thì con này mới tấn công mình. Không chui được vào đây các bạn ạ. Tại mình không chơi nên là có những cái nó... Đây rồi, đây, ban ban được mở rồi các bạn ơi. Đây, đây, chính là ban ban này. Nghe thấy giọng ban ban mà. Con chim vẫn đậu kia, nó không tấn công mình không các bạn. Đây. Đấy, đi xuyên vào trong này. Khu này là ban ban nó mở cửa cho mình này, thấy không? Mình vẫn chưa có cái thẻ nào các bạn. Đúng rồi, thì đây vì hack game mà. Đây này, khu này. Đấy, okay. Con này là cái con mà... Chỗ này mình quẹt mở được một cái nút. Mở được nút để đến chỗ quảng trường ấy. Mở được rồi đấy. Bây giờ mình tò mò nhất là quảng trường luôn á. Thế nha, bây giờ ốc tò mò quảng trường. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi hết 4 khu đã. Khu này là khu bấm nút và khu ấy rồi đúng không? À, mình sẽ lên chỗ trên này và di chuyển sang một khu khác. Khu bấm nút và khu chim rồi. Đúng rồi. Và cả khu trọt gạt trò chơi rồi. Nhưng mà không thấy cái chỗ chờ xe buýt nhỉ? Anh nghĩ là phải vào trong game chơi. Đấy, mình sẽ bắt đầu di chuyển. Đây, bây giờ mình sang khu này đi các bạn. À, khu này là khu mình gặp cái con gì nhỉ? Con Zetter ở trong phòng này đúng không? Đúng rồi. Chắc chắn nó đang chờ mình trong cái cánh cửa đấy đấy. Đây, bây giờ anh tò mò là sau cái cánh cửa trên này có một cái cánh cửa rất là bí ẩn. Có cái gì ở đây? Có một tờ nốt các bạn. Báo cáo.
Đó, một cái báo cáo các bạn ạ, về trường hợp của nữ hoàng. Hết rồi. Ừ. Đây mình có cái thẻ để mà mình mở chỗ con Jester. Đâu cái thẻ đâu? Bên này các bạn. Nhưng mà trước khi mở anh sẽ chui qua cánh cửa để xem có thấy nó không. Ừ. Tối thế. Bật đèn lên. Ui, mẹ đồn. Sáng trưng như ban ngày mà thấy nó đứng ở trong này đợi mình thật luôn. Ừ. Chỗ này là chỗ nút bấm rồi này các bạn rồi. Đấy, bây giờ quẹt thẻ nó đi ra luôn. Đúng không? Đúng. Và nó sẽ nói với mình về thông tin về cái nút ấy. Đấy, nó bảo là nó không còn tấn công hay làm hại mình nữa đâu. Đấy, nó đi ra ngoài luôn. Bây giờ nếu mà mình chơi chẳng hạn, mình sẽ mở ra được cái lúc mà cái con có con gì ở bên ngoài nó đập đập ấy đúng không? Ừ. Nhưng mà mình chưa biết là con gì nhỉ? Hay là thử chơi xem là mở ra là con gì nhỉ? Đập á? Ông nhớ không? Lúc mà mình chiếu đèn xong ấy, mình chạy vào trong phòng có một con gì đấy cứ ở ngoài cửa đập đập ấy. Ờ. Mình thử ấy, thử làm nhiệm vụ xem. 12 seconds later. Đây, còn đốt cái đèn này nữa. Để anh chỉnh đốt cái đèn này, sau đó chúng ta chạy xuống và xem con gì nó gõ cửa mình các bạn ạ. Một lần nữa là được này. Một lần nữa được rồi. Chạy. 4, 3, 2, 1. Bay thẳng vào đây luôn các bạn. Nhanh luôn, không phải đợi. Vào trong. Đi ra ngoài. Bay ra. Bây giờ mình sẽ bay ra ngoài kiểm tra nha các bạn. Bật đèn lên. Đâu con gì? Ui. Trời ơi, vừa mới bật đèn lên không thấy nó đâu xuất hiện ấy. Đây chính là con này các bạn ạ, con đỉa da da đu đu. Đây chính là con này gõ cửa mình. Thấy không? Nó cứ đập mở cửa. Mở ra. Nhưng tôi không mở đâu, tôi xóa luôn tường rồi. Đó, thấy không các bạn? Mở cửa ra, hóa ra chính là con này gõ cửa mình. Quả đấy mà mình mở cửa ra mình đi. Ôi, nó đi rồi. Chạy đâu rồi ạ? Nó biến mất rồi các bạn, nó chạy ra tường xuyên ra ngoài tường để xem nó ở đâu. À, hóa ra là ở sau bức tường này. À, thấy bạn rồi nha. Ôi giời, con này kính chắc có mấy cái răng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai cái răng nanh ở trên. Ừ. Và hàm răng ở dưới đây. Kinh quá các bạn ạ. Như kiểu mình bị nuốt vào rồi ấy. Ừ. Đấy, nói chung là chính là con đấy nó gõ cửa mình nha. Ừ. Mình đã giải mã được một cái bí mật rất là kinh dị luôn các bạn ạ. Và sau đó thì mình cũng sẽ quẹt được cái thẻ này. Và con này bây giờ nó sẽ đi theo mình. Chính là bây giờ mình bay ra ngoài luôn xem nó theo kiểu gì. Đấy. Ra ngoài này luôn. Còn một khu nữa. Khu mà mình phải điều khiển nhiều đâu để cho cái con Zeter nó giúp mình sửa điện đó. Ừ. Hình như là chỗ này sao á. Đây rồi. Có gì ở trên đây? Đường ống để cho cái con to đùng nó chui ấy. Ồ, xóa đường ống à? Không thấy gì. Không thấy con to đùng đâu. Chắc mình phải chơi. Bây giờ mình bật sáng hết chỗ này lên. Ok, bây giờ anh sẽ cho sáng trưng khu này lên nha các bạn, xem bên trong này thấy con gì không? Chưa có con gì cả, nãy nó sẽ spawn. Có đầy luôn. Ô nào cũng có luôn. Đây các bạn ơi, xóa hết tường cho bạn nhìn thấy nhá. Nó chờ sẵn luôn ấy mà. Đây này, khi mình chơi ấy, mình sẽ phải bật đèn chiếu vào bọn nó, không bọn nó sẽ tấn công mình. Đây chính là cái con nó tấn công mình này. Ừ. Chính là con những con sên đó các bạn. Bên kia cũng có y chang. Chúng ta sẽ chui bằng đường ống ra nhìn mình, nếu mình không ấy được ra vù phát nó cắn mình luôn. Bên này cũng có rất nhiều. Nhưng mà con to đùng thì ở đâu? Con to đùng anh nghĩ là không ở khu này, nó spawn ở chỗ khác. Con to đùng mà ở trên tường trọ xuống ấy. Đây nó ở cái ô này nhưng mà không biết nó ở đâu nhỉ. Mình thử chơi xem là nó xuất hiện kiểu gì. Chơi này hơi lâu ốc ạ. Anh nghĩ là nó sẽ chui từ trên này xuống ở một vị trí nào đấy. Hoặc là khi mà mình chơi game nó mới spawn ra. Thì đấy, bây giờ mình chơi thử xem. Chơi thử thì phải chạy từ trên kia xuống, chơi từ đầu. Đấy, và mình có thể bấm được cái nút ở đây luôn. Đó. Mình hoàn thành trò chơi rất là đơn giản luôn. Các bạn không phải chơi cái gì, nó bay thẳng lên luôn. Thế là mấy khu rồi nhỉ? Hết rồi sao ấy? Còn một cái khu vàng vàng thì là khu nào nhỉ? Khu vàng vàng nào ta? Bên nút bấm này mình bấm chưa? Nút bấm này mình không nhớ. Đồ ăn hại. Chưa bấm. Nó có cái nút thứ tư ở đây các bạn. Ừ, chưa bấm. Còn một chỗ nữa là vẫn chỗ... còn á. Còn một chỗ của con ban ban nữa. Chỗ con ban ban nào ta? Chỗ con ban ban mà chơi đẩy tượng á. Đúng rồi. Bây giờ mình sẽ tìm khu đấy nhá. Ồ. Ồ, có một cái phòng bí mật ở đây các bạn ạ. Phòng họp à?
Từ từ anh xóa hết đây cho các bạn nhìn. Phòng này tiết lộ con quái vật này tên là Dadadu. Sau khi mà mình tìm hiểu thì hóa ra con này là con đỉa. Con đỉa hả? Ờ, nó là con đỉa đấy. Nó nói cái gì vậy? Nó bảo là trưởng thành là khi nhận ra con đỉa đi vào từng cái hình dạng và từng kích thước. Ồ, con đỉa là con mà hút máu. Bạn nào ở nông thôn sẽ thấy đi vậy cấy là những đi con xuống ruộng nó hút máu mình. Nâu kia không chắc chắn là chắc cũng không chắc là con xê đâu, là con đỉa luôn. Và ở đây có đến 6 loại. Loại 1 là GV gì đấy, loại 2 bị nhòe, loại 3 là trái tim, não bộ và âm thanh. Ở đâu loại 5 là trái tim, não bộ và âm thanh. Loại 2 là những cái con quái vật ở ban của mình này. Loại 4 cũng bị mờ và loại 6 nó liên quan đến gen hay gì ấy. Và cái hợp chất này tất cả những cái này dồn vào một thôi. Ra một cái con rất là mạnh, có vẻ như là con đỉa này à? Không biết nữa, con đỉa này là ngài luôn ấy, ngài Dadadu ấy. Dadadu luôn các bạn ạ. Oh. Lần trước mình chưa mở được cái phòng này đấy nha. Hôm nay tìm hiểu tiên có một cái căn phòng bí mật ở đây. Ở ngay cái chỗ mình chơi nhảy nhảy xong thôi các bạn ạ. Ôi, ở trên cái khu cắm trại mình thấy một cái lỗ các bạn ạ. Cái lỗ này để làm gì? Tiên có một cái lỗ ở đây. Để làm gì nhở? Không biết. Kinh quá các bạn ạ. Nó ở ngay trên đầu mình, cái chỗ mình náu luôn này. Bình thường nếu mình chơi ban sẽ đứng ở đây. Ừ. Để nói chuyện với mình. Đấy. Người chơi hãy xử lý công việc đi. Ban luôn. Rồi còn khu vực đến khu vực tìm cái khu vực con ban này luôn. 6.5 hours later. Từ cái khu dưới chơi kia chúng ta sẽ qua cái khu này. Đây chính là khu con ban này các bạn. Đấy. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ ở đây để tí xem cái con Dadadu nó bắt ban cũng như Zetter như thế nào nhá. Mình phải quẹt vào đây, sau đó mình mới đẩy được cái này. Nhưng bây giờ mình là có trình độ cao rồi không? Mình sẽ xoắn luôn là mấy cái này luôn nhỉ? Phải mặt phải đập đúng mông nó thì mới được các bạn. Đấy, phải đứng đúng cái chiều mình đẩy. Ví dụ giống ngoài đời thật là mình đẩy hướng này là mình cũng phải đứng hướng này các bạn. Đấy. Bây giờ là không có gì cản được. Rồi, bên kia. Không có gì có thể cản được bước được bên của thành gaming các bạn. Đấy, đẩy một phát rồi là xong luôn. Đỡ phải mất công như trong phần chơi mà mình chơi chính thức các bạn. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể xem lại trên kênh B của Thành TV nhé. Đây là video lần trước luôn đấy. Rồi xong. Xong luôn, bên này nữa. Bên này mình cũng làm như vậy, mình cũng xóa đi các bạn ạ. Làm sao chặn được anh đúng không ốc? Rồi, chặn hộ. Đấy. Xong luôn. Cái đầu tiên. Mình đẩy ngược lại là được các bạn. Sau đó em mở được cái cánh cửa này, mình lấy ra một cái thẻ. Sao? Cánh cửa này mở ra. Chưa, vẫn phải để lại. À để đồ đây rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình mở cánh cửa này thì các bạn đã biết là sẽ có một con sên. Nên là mình sẽ cho đoạn này slow motion nhỉ ông nhỉ? Slow motion gì thôi khỏi đi. Để cho nó trôi đi nhanh là được mà. Đây. Mình còn lấy cái que. Đây, thử xem con này nó chạy đâu. Đây, bình tĩnh. Đấy, cánh cửa mở ra. Đang slow motion. Cứ để nó nhào ra bình thường. Đó. Nói nó cầm cái que thế đấy thôi. Đấy, nó cầm cái que trong tay này các bạn này. Đâu nó không có tay đâu. Nó cắm vào thẳng một người nó luôn á. Chịu luôn các bạn ơi, thế này thì đau lắm. Bây giờ cho nó đi bình thường nhảy ra. Dừng lại. Rồi. Để xem nó nhảy đi đâu. Xem nhảy đâu nhá các bạn. Nhảy đâu. Ôi. Ôi, nhảy sang bên kia. Thế giới. Nhảy xuống dưới đài xã hội đó. Thôi con này đúng là đi vào lòng đất rồi. Xem nó nhảy đâu. Ô, nó dừng lại rồi. Nó dừng lại ở đây các bạn ạ. Nó nhảy ở đây dừng lại đây rồi. Hết rồi các bạn. Và mình sẽ lấy được cái que để cậy cái cửa kia. Đúng rồi. Đâu cái que đâu nhỉ? Đây. Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào cánh cửa này và phát... Ồ, con Dadadudu. Ôi trời ơi. Dadadudu các bạn ơi. Con này đứng ở trên này luôn. Con này nó cảnh báo gì với mình rồi ấy. Ghê không các bạn? Đấy, nó đứng hẳn trên này luôn nhá. Và tí nó sẽ tấn công ban. Mình phải nhanh chóng đi vào đây thôi. Đấy, vẫn đang slow motion à? Đây. Bình thường đi, bình thường hóa đi. Đây, nó sẽ lao vào tấn công ban như thế này. Nào, cho bình thường nào. Sau đấy Zetter sẽ đi đến. Zetter đâu? Nó bảo là, đấy, nó cảnh báo là bọn này ngu học này. Sao đi vào đây? Xong Zetter đi từ đâu đến ấy? Xong Zetter đi từ đâu đến ấy? Đang nhìn xem Zetter. Zetter phim trưởng. Zetter teleport các bạn. Zetter bay mút. Sau đó nó đẩy nó bay nó... Đấy nó ném giả trả Zetter. Bay linh tinh các bạn ạ, chả hiểu cái gì luôn. Linh tinh quá. Đấy.
nó bay như thế nha các bạn. Các bạn ấy bảo là bên Quyết Thành ấy làm không đúng, nhìn hết luôn đấy các bạn, toàn cảnh luôn. Đây bây giờ mình sẽ phải vào đây các bạn, mình sẽ nạy cái cửa ra rồi để lấy được cái thẻ mở cửa ra, quăng lung tung xem đi thì mới mở được. Đây đấy là cái thẻ này, sau đó mình đi vào trong rồi sau đó quẹt mở được cánh cửa này mình sẽ đi ra các bạn. Xong đấy, sau đó mình có thể tăng speed lên, mình chơi game nó nhanh hơn. Đi vào trong này đấy, đi xuống gọi là tốc độ bàn thờ luôn. Cô giáo và cảnh sát cóc. Bây giờ mình sẽ thử chơi hả, để cho xem con này nó bắt cái con cô giáo của mình đi à. Đây, bây giờ mình thử đứng ở đây nào. Đấy các bạn ơi, bây giờ nhá, đến đoạn này mình sẽ cho nó slow motion để xem chuyện gì xảy ra nha các bạn. Anh cho được cả slow motion á? Đây nhá, ví dụ anh cho slow motion nhá. Đó, thấy slow motion chưa? Rồi, bây giờ phải nói, hai cái này phải nói. Ủa sao không nói? Nói đi. Ủa không nói à? Không nói. Không nói rồi, không nói. Im luôn. Đây, nói rồi, nói rồi các bạn ơi. Thì bị nha, con Sera ra phát là slow luôn các bạn ạ. Khi mà cái giá ấy đổ thì slow motion cũng được. Ok. Đấy. Đây rồi, đây slow motion cho các bạn xem này. Ôi, đổ như phim trưởng luôn. Bàn rơi xuống. Em tưởng đổ như phim Ấn Độ. Đấy, con này nó sẽ bắt đầu nó lao xuống. Nó nhìn thấy bàn nằm ngất trên nền đất. Bàn đấy là cô Manson. Cô Manson, sau đó nó cắn vào chân cô, còn Tatter nằm ngất trên nền đất rồi, nó cắn vào chân. Sau đó nó chạy đi các bạn ạ. Còn cảnh sát cóc vẫn nằm kiểu đúng đẩy cái này ra. Sau đó tha vào bóng tối. Vào bóng tối, đến đây nhớ không nhầm thì nó sẽ biến mất các bạn. Tha cô giáo ngất trên nền đất luôn. Tha vào sáng tối. Lên sáng lên. Đây, nó biến mất ở đây luôn mà. Đấy. Thao đến đây biến mất luôn các bạn. Có biến mất đâu. Quế. Bây giờ mình sẽ cho tốc độ nhanh lên nha các bạn. Đúng rồi. Đấy, ông kia đang đuổi đến đây kìa, cảnh sát kìa. Biến mất rồi, nó biến mất rồi. Cô này biến mất luôn. Biến mất luôn nha. Và đây mình sẽ nhìn xem con Zetter nó chạy này, đang slow motion này các bạn này. Thôi cho bình thường đi. Cái mắt của con này nó bị làm sao đấy ông? Mắt bị lộn tròng vào trong. Ôi giời, cái mắt nhìn ngược ra đằng sau luôn đó. Trời sao kinh quá các bạn ạ. Thôi cho nó chạy bình thường đi. Đấy, cái mắt nó bình thường rồi đó. Nghĩa là mắt của mình ở đâu nó sẽ nhìn đấy các bạn ạ. Thậm chí nó nhìn vào trong cái óc của nó luôn. Rồi, bình thường nha các bạn. Đấy, vậy là xong nhiệm vụ đầu tiên rồi các bạn ơi. Nó sẽ giao cho mình nhiệm vụ thứ hai là đi đến một cái cánh cửa khác và bấm vào cái nút tiếp. 2000 years later. Đây, xong hồi đi bấm nút các kiểu rồi, mình đã quay trở lại các bạn ạ. Rồi. Zetter kia rồi. Zetter đã gọi là teleport đến các bạn ạ. Bây giờ bọn mình sẽ mở cửa ra và đến chỗ quảng trường. Đây rồi, bốn cái nút đã được bật hết rồi nha. Cho bạn này bốc phét hết đi đã. Rồi. Vẫn chưa được, đây rồi các bạn ơi. Giờ mới được các bạn, giờ mới được. Bây giờ mình cho bình thường nha. Để chúng ta xem cảnh kết. Cảnh kết là cái cảnh nhanh ấy hả? Đây, cảnh kết này, cảnh mà con náp biến thành quái vật này, mình sẽ slow các thứ lại luôn các bạn. Đấy, mọi người bắt đầu tranh cãi, đi lên. Rồi. Bây giờ mình sẽ quẹt này, đầu tiên mình sẽ quẹt bên bên trái. Mình có cái thẻ này chưa ta? Có rồi. Và còn đến nắp điện. Rồi, slow motion. Chết, các bạn ơi, nắp bay nhanh quá, mình không kịp slow đây. Không sao, nó cũng đến rồi. Con này nó cũng nhanh mà. Mình đang slow à? Không, anh đang đứng im. Anh đang đứng im vì nó còn nói nữa. Đấy. Đây rồi. Đây, quyền trượng bay lên. Quyền trượng bay lên rồi, bật chế độ bay lên. Quyền trượng, nó bị mất một phần. Thật là không tốt. Đây, thử cho con này nó dài người ra. Từ. Slow motion. Đây. Thanh niên da đu. Con này con đỉa. Đây. Cho hẳn mất hẳn cái tường này, nhìn cho sáng sủa luôn các bạn. Thấy chưa? Đây chính là con này, nó đi sau từ cánh cửa này nó đi ra các bạn ơi. Nó bò rất từ từ. Đấy, anh đang cho nó slow motion đó các bạn. Đấy, thấy chưa? Nó bò đúng con đỉa khác nhìn kinh nhỉ. Đỉa đen đen ấy. Trông bẩn các bạn.
Đây, nó sẽ đi bình thường đến và nó cãi nhau bọn kia. Rồi, cãi nhau. Bla bla bla. Đây chính là cái chìa khóa để mở cửa cái nhà tù đấy các bạn ạ. Đấy. Bây giờ thử cho này nó thay đổi kích thước một tí xem như nào nhé. Ồ, không cho này thay đổi kích thước được các bạn. Anh nghịch một tí thôi, nhưng mà không được. Đấy, chuẩn bị năm nắp này, chuẩn bị năm nắp bị chích. Đấy, slow motion. Đây, slow motion cho các bạn xem nhá. Anh đang sờ top motion rồi. Đặt tay lên vai nhá. Ok, đấy, đó. Đây, slow nó hơi chậm các bạn đấy. Tôi rất tin tưởng vào bạn. Đấy. Bạn luôn luôn là người bạn của tôi. Nhưng mà lại rút kim tiêm chọc lòi mắt này ra luôn. Bởi vì là đấy, cần phải có người bảo vệ chúng ta nên là Ban đã hy sinh năm nắp. Đấy, ba ngón tay Ban Ban. Kim tiêm ở đâu? Kim tiêm ở đâu? Xuất hiện kim tiêm đâu? Kim tiêm đâu? Hiện tại đang không có kim tiêm nha. Đây, đang slow motion rất chậm các bạn. Đây, bắt đầu rút kim tiêm ở đâu? Kim tiêm từ đâu? Ôi, bay từ dưới đất lên. Kim tiêm hút lên từ đất. Ồ. Đây. Rồi, cầm lại, cầm đây, kim tiêm. Chọc vào mắt năm nắp. Rồi lên. Ôi. Ôi. Chích à. À không phải vào mắt mà vào mồm. Vào mồm. Ấy. Ôi giời, Nam nhìn thấy. Nam rút, nó đẩy tay ra, kim tiêm rơi xuống. Đúng rồi. Nam đang bị đau. Quá là đau chứ, chích một phát thuốc vào rồi bây giờ Nam biến mất chứ gì nữa. Nam chuẩn bị bay ra đây. Nam chuẩn bị bay lên. Rồi. Alo, ban vứt Nam Nam. Bay lộn tung phèo. Đây, bay lộn tung phèo luôn. Ôi như phim trưởng. Sau đó Nam Nam biến hình. Biến hình. Đây cho cảnh Nam Nam biến hình chưa? Ngất rồi, nó đang ngất rồi, luôn. Chìm xuống dưới. Chìm dưới, đi xuống dưới xem nào. Không có gì dưới này. Bên nhìn nó sẵn. Ôi rồi. Kinh quá các bạn ơi, nó kinh như thế này cơ mà. Ôi rồi ôi. Bắt đầu lao đến cái con đu ra đu kia. Kinh quá, nhìn góc nhìn này á, kiểu cảm giác như kiểu mình bị ăn thịt á. Đây. Đa đa đu đu chuẩn bị. Đây này. Ui xôi ôi. To trà bá lửa luôn. Bằng cái nhà luôn. Hai con này lao vào nhau. Ô. Tấn công nào. Cho chuyển lao vào nhau luôn. Ui xôi. Quánh nhau. Ui xôi. Đấm nhau. Ui. Rồi góc. Đấm vào chỗ. Rồi xem. Ăn luôn. Không ăn được. Rồi, hai con này mang nhau đi. Mang nhau đi. Xem tha đi đâu các bạn. Ờ. Tha nhau sang bên này. Tha nhau sang bên này. Đứng yên ở đây. Tối quá. Sáng chưa? Hơi. Biến mất rồi. Bây giờ mình phải chạy rồi. Cái gì đây? Không biết là gì luôn. Cái thảm. Cái thảm à? Ừ. Cái thảm các bạn ơi. Bây giờ mình phải chạy thôi. Phải run. Chạy đi. Tốc độ bình thường đi. Tốc độ bình thường thì chạy. Vào, chạy thôi. Ôi dồi, con sên. Chạy kéo con sên. Đây, con sên nó sẽ đuổi mình như này các bạn ạ. Đấy, mỗi mình đi nhanh được thôi. Bạn này đi slow motion. Có một con sên hả? Anh tưởng được một bầy mà. Một con thôi. Một con hả? Ui, bạn ba sắp bị cắn vào mông rồi các bạn ạ. Chạy. Đây. Chạy luôn nhá, chạy nhanh nhá. Cực hồi hộp. Đến này là con Zetter nó sẽ nhảy xuống, mình sẽ lại slow motion cho các bạn xem là nó rơi đi đâu. Đây, Zetter bốc phét, mình sẽ tăng tốc độ cho Zetter nói nhanh. Xem nó nhảy đi đâu nha các bạn. Ôi trời ơi, rơi nhanh quá rồi. Đây. Nó rơi xuống đây các bạn ơi. Và nó cũng đứng im ở đây luôn. Đấy, rơi cắm mồm xuống nhìn đất. Nhìn giống như là nhảy dù ấy. Ờ. Ô, cái mặt nó đâu? Mặt nó tối ở dưới đó. Ở đây mặt nó đây các bạn. Bây giờ là mình chạy nè. Ờ bây giờ là mình phải đi lên chạy các bạn ơi. Mình phải chạy tiếp thôi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đoạn này có một đội quân bị cái con Dadudu nó gọi là sao nhỉ? Đây, nó đây, mình sẽ spa ánh sáng các bạn xem để mình đi tìm. Xóa luôn cái trần này cho nhìn cho choáng này lại. Đấy, ok chưa? Rồi ok rồi, thôi okay đi vào chỗ đây, đi vào chỗ đây đi. Ok, đứng đây luôn. Rồi. Đứng đây luôn. Tăng tốc độ lên. Bala bolo bala. Ôi giời ơi, hết rồi. con nắp na lên na nè. Ờ, con này để ý ra là không phải nắp nắp mà là nắp lắp. Nắp la lê la. Đúng rồi. Zetter rơi dưới kia, đây là mấy con đỉa nhá, không phải là mấy con bình thường đâu các bạn. Mấy con này màu nó khác mà, mắt đúng nó rồi. Tím. Đấy, bây giờ mình sẽ cho nó hoạt động bình thường để nó xem làm gì con Ban Ban nhá. Rồi, trong cái phần kết là mình chạy được, còn Ban Ban thì ở lại và Ban Ban hy sinh. Thì bây giờ mình không biết là Ban Ban nó có hy sinh hay không. Đấy. Đấy, quá kinh luôn. Ok, rồi. Ban Ban bảo là tôi sẽ giữ chân họ rồi. Ok, hãy đi tìm kiếm người giải phẫu các bạn ạ. Mình không biết người giải phẫu hay cái gì đây là đây, cái gì. Chơi. Đây nhá. Rồi. Ban Ban chạy vào đây. Ban Ban còn chạy mình đi xuống.
Thế là chỉ tối thì thôi các bạn ạ. Chứ bạn bạn cũng chưa bị ăn thịt đâu. Đúng rồi, chưa thấy cận cảnh là bạn bạn bị ăn thịt. Đấy nha, thấy tận cảnh là bạn bạn chưa bị hề bị ăn thịt, nhưng mình chứng tỏ bạn bạn vẫn sống các bạn. Đấy, và thế là hết. Hết. Đấy, hôm nay mình đã hé lộ cho các bạn tất tần tật những cái gì mà bí ẩn mà các bạn không thể nhìn bằng mắt khi mà chơi Garden of Banban phần 6. Và nếu các bạn thích video này đừng quên bấm nút like video, bấm đăng ký kênh. Và các bạn biết thêm gì về những nhân vật hay là cái con này là tên là gì thì các bạn bình luận ở dưới nha. Phần 7 mình cũng sẽ khám phá những bí ẩn đấy cho các bạn xem. Và hôm nay mình hơi đau răng nên là các bạn thông cảm cho mình. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại bạn video sau.